Rồi chào anh em nha, hôm nay là 20 tháng 4 năm 2022. Hôm nay mình lên cho anh em một cái thùng xăng CDS 50 màu bạc đời cao, hàng xin trả xe kho Honda Sabang nội địa Nhật về. Tình trạng là thùng xăng là sơn xi zin toàn bộ, không lỗi lầm, không móp nha anh em. Thùng xăng này là tem zin đồ toàn bộ hết, sơn xi zin toàn bộ. Cái thùng này mình bán cho anh em với giá là 2,7 triệu nha. Thùng xăng có nắp xăng zin luôn, nắp xăng zin đẹp nha. Rồi bây giờ mình quay từ từ cận cảnh chi tiết cho anh em xem ha. Đây là cái nắp xăng đó, không mè ha nha, hết cho anh em đó. Nắp xăng đẹp đó, nắp xăng zin đẹp nha. Bên trong là còn sáng ok nha anh em đó, bên trong sáng. Thùng này là sơn zin 100%. Nó có dạng là bị chân chim á, nhẹ nhẹ cái mặt bên tay phải nha, mặt bên tay phải của mình tem zin đẹp. Mình quay từ từ cho anh em xem ha. Anh em nào chốt alo mình. Thùng xăng CDS sơn zin, tem zin đẹp, mặt lưng này đẹp nha anh em, mặt hông này cũng đẹp luôn. Thùng này mình bán có giá là 2,7 triệu, thùng full nắp khóa zin toàn bộ, tem zin. Anh em nào chốt alo mình nha, 0933 996 332. Thùng xăng CDS tem bạc đời cao. Cái này là mình đi dán keo trầm ở ngoài luôn để bảo vệ cái tem zin luôn rồi nha anh em. Thùng đẹp không trắng mốt, sơn zin nha. Này nói chung là mấy cái này là do nó nằm kho bãi lâu năm á, ánh nắng mặt trời nó bị nổ chân chim. Thì mình bán cái giá này thì hợp lý, theo đúng cái tình trạng này nó hơi bị nhẹ nổ chân chim vậy thôi ha. Đó, chơi đồ zin đồ cổ mà. Đẹp không một lỗ nha. Thùng này mình bán 2,7 triệu. Anh em nào chốt alo mình nha, 0933 996 332. Thùng xăng CDS tem bạc full nắp khóa đầy đủ, giá là 2,7 triệu.